Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, Zika Audio xin chào anh Nguyễn Bá Sự ạ. Vâng, anh ở phường 16 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một cái súp Martin Bass 40. Vâng, bên em có tặng anh dây AV 3m và một cái đầu chuyển để anh đấu từ vang số của anh hiện tại đang có đấy ạ. Vâng, thì anh Sự nhé, bên em đang vặn nhỏ nhạc thôi ạ. Vâng, thì đây là cái súp Martin Bass 40 của anh Sự đấy ạ. Vâng, đây là hàng mới bên em, hộp của anh ở kia thì bên em test xong bên em sẽ đóng hàng gửi cho anh. Vâng, thì quay trở lại cái súp của anh đi ạ. Đây, vâng anh Sự nhá, súp Martin Bass 40. Được sơn sần màu đen, chống xước rất là cứng cáp. Đặc biệt là cái vỏ thùng này được làm bằng gỗ ép cao cấp. Rất là chất lượng, cho chất âm rất là dày và rất là chắc chắn. Đặc biệt cái súp Martin này 340 rất là nặng. Nó khoảng tầm 40 cân, một mình bên là hơi đó khó đấy ạ. Vâng, vì đằng đây là đằng trước đấy ạ. Vâng, xung quanh thì bên em quay một góc đấy ạ. Vâng, ở cái mặt trước đây là có một cái logo Martin đấy ạ. Vâng, và phía trước có hai lỗ thông hơi đều được làm bằng cái e căng bằng thép rất là chắc chắn, chuột nó không chui được vào được ạ. Rất nhiều bác sợ cái súp Martin này chuột nó làm tổ, vì thế là các bác yên tâm nhé, không có chuột nào vào được ạ. Vâng, hình thức thì rất là mới vì đây là sản phẩm mới bên em nhập nguyên hộp tại Trung Quốc. Và đặc biệt cái dòng này là bên em bảo hành 1 năm cho tất cả các bác khách hàng đã sở hữu súp Martin 340. Vâng, em cho nhạc to lên tí đấy ạ. Vâng, đây là nhạc bên đang cho nhỏ và đang chạy súp đấy ạ. Đây ạ. Vâng, anh Sự như đây là súp của anh đang đánh ạ. Rất là lực. Vâng, rất là lực. Nhạc rất là sâu. Vâng, em quay ra phía sau một tí. Đây anh Sự nhá, anh chú ý là em cái súp này của anh có thể hoạt động được điện và hoạt động được cả kiểu hơi nha anh nhá. Em đang kết nối với lại kiểu súp điện để bên em đang test cho anh. Vâng, thì anh Sự nhá, thì em đang chơi kiểu súp điện đấy ạ. Vâng, anh có thể chơi súp hơi được bên tay phải đây, cầu đổ đen bên góc tay phải đây. Vâng, thì em đang chơi điện. Thì đây là súp của anh đang đánh đấy ạ. Vâng, nhạc có súp, em thử tắt súp anh đi nhá. Vậy nhá, đây là nhạc không có súp, anh nghe có thể so sánh được là nhạc có súp hay hơn rất là nhiều anh nhá. Vâng, em thử bật súp anh lên đây ạ. Đây ạ. Vâng, rất là sâu luôn anh nghe. Anh nên đeo tai phone và anh nghe nhất, anh mới trải nghiệm được sự khác biệt ạ. Vâng, để công ty Zika Audio bảo dán tem bảo hành cho anh một sản phẩm này 1 năm. Vâng, đặc biệt súp điện thì các bác có thể kết nối âm ly thoải mái, công suất yếu nó cũng chơi được. Vâng, đây là thương hiệu Martin đấy ạ. Vâng, mã là 1500. Vâng, dòng súp Bass 40, súp hầm. Cái đặc biệt là dòng Martin là chuyên về súp hầm, vì thế mà súp hầm của anh rất là uy lực. Rồi em quay ra phía trước ạ. Cho nhạc to lên tí ạ. Hiện tại cái súp Martin 340, súp hầm của anh hoạt động rất tốt và ổn định. Vâng, sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Sự và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Sự và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng này có thể đánh được không gian 50 vì công suất nó rất là lớn, có thể mắc 600W.